Vào ngày 14 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tìm cách để năng lượng của Nga chuyển sang các nước phương Đông trong bối cảnh châu Âu đang cố giảm sự phụ thuộc xuất khẩu năng lượng của Nga. Nga chiếm khoảng 10% sản lượng dầu toàn cầu. Nước này đã và đang thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với châu Á và Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới, để đa dạng hóa thị trường khỏi thị trường truyền thống ở châu Âu. Ông cũng chỉ trích động thái của các nước châu Âu nhằm ngừng sử dụng năng lượng Nga, cho rằng những việc làm này tiếp tục gây bất ổn thị trường và đẩy giá lên. Theo ông, nỗ lực của phương Tây để đẩy các công ty năng lượng Nga khỏi thị trường của họ chắc chắn sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Ông nhấn mạnh các nguồn năng lượng thay thế như khí tự nhiên hóa lỏng do Mỹ sản xuất sẽ gây tốn kém hơn cho châu Âu.